bạn đang muốn học tiếng Trung nhưng không có thời gian để đến trung tâm học, hay bạn là những người đã đi làm muốn tìm lớp có khung giờ học linh động phù hợp với nhu cầu công việc của mình. Bạn là những người học sinh, sinh viên muốn tìm một khóa học có giá thành hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Vậy thì chúng mình hãy cùng tham khảo khóa học online trên app Chinese King nhé. Đầu tiên, khóa học này bao gồm chọn gói các khóa từ Hán 1 đến Hán 6, tương đương với trình độ HSK1 đến HSK6, giúp cho người học có một lộ trình học tập cụ thể, rõ ràng. Khóa học sẽ được quay sẵn dưới dạng video của giáo viên giỏi và giàu kinh nghiệm ở trung tâm như là cô Mỹ Nhi và thầy Phạm Dương Châu. Khóa học có đầy đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Một bài học thông thường sẽ gồm có phần phát âm, học đến đâu là được đối chiếu luôn phần phát âm của mình với file ghi âm mẫu của người bản địa. Chi. Phần từ mới được thầy cô giảng giải chi tiết, hướng dẫn cách viết chữ Hán, cách đọc phiên âm, âm Hán Việt, loại từ, nghĩa tiếng Việt, câu chuyện bộ thủ hay còn gọi là mẹo ghi nhớ chữ Hán nữa. Học xong từ mới, chúng ta sẽ đến với phần bài khóa. Mình sẽ được nhập vai luyện nói với người bản địa trên app và được kiểm tra kết quả luyện nói của mình ngay chỉ trong vòng vài giây. Phần ngữ pháp của mỗi bài học sẽ có video bài giảng riêng. Cuối cùng là phần không thể thiếu, đó chính là phần luyện tập thực tế, giúp người học có thể vận dụng được ngay những kiến thức đã học, học đi đôi với hành. Thời hạn của khóa học sẽ kéo dài trong vòng 3 năm, rảnh lúc nào các bạn có thể học lúc đó. Khóa học này rất là tiện lợi nha, mình có thể học ở trên web hoặc trên chính chiếc điện thoại của mình. Chi phí cho một khóa học đầy đủ từ Hán 1 đến Hán 6 và chất lượng như thế này, chắc hẳn các bạn nghĩ phải tính đến tiền triệu đúng không? No, chỉ với giá 890.000 được áp dụng đến hết 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là các bạn hoàn toàn có thể sở hữu khóa học trong tay rồi. Ngoài ra, khi đăng ký khóa học, các bạn còn được tặng kèm thêm rất nhiều phần quà hấp dẫn như khóa học luyện nói, luyện viết, khóa học chủ đề, sửa phát âm và khóa chữ đề thi HSK luôn trên app nữa. Được tặng kèm thêm một cuốn vở tập viết ô chữ mẽ, được tùy chọn một trong 3 cuốn sách HSK 12, HSK 34 hoặc HSK 56. Mình đã có lộ trình học tiếng Trung bài bản rồi, còn các bạn thì sao? Hãy nhanh tay đặt trước khi ưu đãi kết thúc nhé!